thì em đi tàu bay đi, lâu rồi tụi em chưa có được đi á. Bay hả? Đúng rồi đó chị Duyên, lâu lắm rồi mình không làm chợ đó. Đi mà một lần. Em bóc số 2 nha, em bóc số 2 nha. Bà trước đi, bà trước đi, tôi bóc số 2 rồi đó. Ok. 1, 2, 3. Yeah. Một lần nữa. 2, 3. Yeah. Em phải cao hơn nha, em phải cao hơn nha. 1, 2, 3. Nhưng mà nặng quá. Đúng rồi. Thôi chắc giảm cân. Ok. Quay lại. Giảm cân thì nhiều cân đi. Cố lên. Giảm cân. Ok, giờ thôi đi chạy bộ nha. Hãy tôi cao hơn. Tôi cao hơn. Ủa? Ôi. Juliet. Chị Hoa. Chúc chị một ngày mới đầy năng lượng nha. Chúc em một ngày mới tốt lành. Cảm ơn chị. Gặp lại sau nha. Ê. Mấy bạn có sao không vậy? Dạ không. Cảm ơn. Ok. Mình cũng thích đi tới mấy chỗ đó lắm luôn đó. Ủa? Tâm Anh. Ủa? Chú Juliet. Đúng không? Dạ. Ủa? Hôm nay con đi đâu vậy? Dạ, hôm nay con đi viện bảo tàng để thu hoạch thêm nhiều kiến thức đó. Ồ, hay quá vậy. Đây là chú Julian, chú của mình đó. Chào mấy đứa. Nè Julian, sao mỗi lần đi với con, tự thấy người ta trầm trồ nhìn con hết vậy? Dạ con cũng biết nữa con liệu. Thôi chắc giờ cũng trễ rồi. Hay mình đi taxi nha. Yes madam. Yes look. Julian. Oh, Thủy đúng không? Oh my god. Nghe như phim luôn á. Vậy là cuối cùng ông với em quen nhau rồi hả? Thì thật ra là khi mà sao giấu gì mà giấu? Quen chưa? Thì ông cũng biết đó. Nhưng mà phải xác định rõ chứ, mối quan hệ mập mờ quen rồi đúng không? Gì vậy? Ai quen ai vậy? Ủa em biết tin gì chưa? Hả? Julian có bồ rồi đó. Cái gì? Hồi xưa Julian thầm thương chậm nhớ cái cô đó. Bây giờ hả, cô quay lại, cô đồng ý rồi. Chúc mừng nha. Chúc mừng Julian nha. Ok, merci em. Nè Mai. Dạ. Sáng sớm làm gì ngồi chờ quê ông đóng đây vậy? Anh sắp đi về nơi xa rồi cô ơi. Thấy chưa, đã nói biết bao nhiêu lần rồi ông nghe. Ở giờ cho cố rồi, rồi giờ bị ung thư nách. Đi về nơi xa lắm là đúng rồi. Đâu phải nói hết đâu Julian á. Julian? Julian nó bị sao? Julian có bồ rồi. Julian có bồ rồi hả? Dạ. Cà phê đây, cà phê của mọi người đây. Đây của cô nha. Cảm ơn cô. Nè, cô Liễu, cà phê của cô nè. Cảm ơn cô nghe, nhưng mà tôi không uống đâu. Ủa? Sao vậy? Cà phê này là em mua đúng cái loại mà cô dặn đó, sao cô muốn đi? Hôm nay tôi không có hứng uống. Cô, bộ có chuyện gì hả? Cô biết gì chưa? Chưa. Julian có người yêu rồi đó. Thiệt hả cô? Chứ Julian không có nhà hả chị? Dạ. Tại vì em định khoe tranh mới vẽ với chú Julian á. Nhưng mà tại chú không bắt máy. Bực bội quá à. Có cái gót giày thôi cũng gãy nữa. Em chào cô. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Nè, con hỏi chú Julian hả? Dạ. Con chưa biết gì hả? Chú Julian có người yêu rồi con. Ê, có con dịch bầu kia. Sao mày lại ngồi đây hả? Gì? Đang khóc hả? Nhìn vui thiệt á. Dịch bầu mà cũng bày đặt số rồi đó.
Sao mày gan quá vậy? Bộ muốn khóc là khóc hả? Muốn khóc thì cũng phải xin phép tao chứ. Trời trời, cứ coi tôi là người vô hình trời. Dạ mấy ăn cơm với con. Cô định bỏ bữa luôn, như là sợ đau bao tử, cho nên ráng ăn nè. Sao tự nhiên bỏ bữa? Tự nhiên nhìn đồ ăn là thấy ngán rồi. Bye bye Mai. Bye bye cô Điểu. Tối nay con không có về nha cô. Bye Quốc. Hả? Chê bạn gái hả? Ê, hôm qua tôi thấy hả, hai người nói chuyện tới sáng được không? Kể tôi nghe với Julian. Không có đâu Julian. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, cả nhà, tin đúng hỏi, tin đúng hỏi. Gì vậy? Julian đi xuống Vũng Tàu thăm bạn gái. Thật hả? Sao con biết? Ôi, bạn gái của Julian với Vũng Tàu mà cô. Con vừa đi ra con nghe Julian nói là đi xuống Vũng Tàu, xuống Tàu. Ồ, không ngờ là Julian lại cưng bạn gái vậy. Hai người sao vậy? Julian đi Vũng Tàu thăm bạn gái hả cô? Rồi nghỉ việc luôn hả? Có cần phải si tình như vậy không? Dạ. Dạ. Cái gối này, bên này làm cái gì? Bực bội quá đi à. Bực mình quá. Có chuyện gì vậy con? Có chuyện gì vậy ba? Để tao hỏi. Đầu gối ơi, có chuyện gì vậy đầu gối? Nó trả lời chưa? Ăn nhiều vô em. Cô ăn cô Liễu, đây để con bế cho. Thôi, cô không ăn đâu. Sao vậy, không ăn rồi đau bao tử nữa à? Kệ nó đi. Ủa, sao về sớm vậy Julian? Julian, có chuyện gì hả? Julian. Nè, ăn xong á, đi dọn chén dĩa nha. Đúng là lòng dạ đàn bà, không bao giờ tin được. Gì vậy anh? Bạn gái Julian có bạn trai rồi mà còn đi quen Julian nữa. Thiệt hả? Ờ. Thôi ơi, tội nghiệp ảnh quá à. Nè nè, nghe ai nói gì đó Julian à, đâu bị sao vậy hả mấy đứa? Dạ thì bạn gái của Julian có bạn trai rồi mà còn qua lại với Julian nữa. Dạ, có loại gì vậy sao? Ờ. Dạ, tức ghê ha. Ai, tội nghiệp ảnh quá à. Tội nghiệp ảnh quá đi, tội nghiệp ảnh quá đi, tội quá đi, tội quá đi. Ôi, không tin đàn bà luôn á. Thiệt hả cô? Tội nghiệp quá vậy. Chị chắc là Julian buồn lắm ha. Dạ.